Hay dẫn các cháu sang đây chơi để giao lưu. Rồi chị em cũng có nhiều điều để tâm sự vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên thì gần 2 năm nay thì chị em rất là ít gặp mặt, rất là đáng buồn. Nhưng mà cũng rất là may mắn là chị em vẫn nằm trong cái khu vực bình yên. Cho nên là cũng hy vọng là từ giờ cho đến khi mà mình dập tắt được dịch thì là tất cả mọi người còn đều khỏe mạnh và bình yên nhất cả nhà. Đó thì Phượng quay cho mọi người xem mà cái chỗ mà trang trí Noel này rất là đẹp luôn. Đó, ông già Noel là chuẩn bị rất là nhiều quà để đi phát cho các cháu rồi này. Nói chung thì là mình thì cũng không phải là dân công giáo, nhưng mà thật sự là cái ngày lễ Noel cảm thấy nó rất là ý nghĩa và linh thiêng, kiểu như là cảm giác như là nó có một cái gì đó nó ấm cúng, gần gũi với tất cả mọi người lại với nhau. Cho là phương Đông hay phương Tây thì đến cái ngày này thì vẫn cũng thấy rất là ý nghĩa. Và thời tiết ở Sài Gòn thì những ngày này thì buổi sáng và buổi tối thì đều se lạnh, thì cái cảm giác mà gần cái ngày Giáng sinh nó rất là gần, nó đến rất là gần và cảm thấy nó rạo rực lắm. Nếu như những năm về trước thì là Phượng đã dẫn con sang đây chơi rồi. Tại vì nếu như không có dịch thì là họ diễn ra có nhiều cái trò chơi cho trẻ em, bốc thăm trúng thưởng, rồi là có nhiều trò chơi dân gian rất là vui luôn. Và có những cái gian bán hàng, hàng ăn, rồi các cái hàng mà làm bằng handmade, làm tay á, thủ công á, rất là đẹp. Thì Phượng rất thích đến những cái chỗ như thế này. Nhưng mà rất tiếc là năm nay thì đại dịch quá dài, kéo từ năm ngoái sang năm nay vẫn chưa hết, cho nên là cũng không được, các con cũng không được giao lưu với nhau. Đó, Merry Christmas and Happy New Year. Đó, những cái bông tuyết rất là đẹp. Có hai chú tuần lộc hai bên. Quay ở phía trong đó cho mọi người xem tí, thì bây giờ Phượng đi ra ngoài. Phía ngoài này là Phượng đang quay ấy, là bên hông cái siêu thị Big C Thảo Điền. Đó thì thường thường ở phía dưới những cái building này thì thường có những cái cửa hàng trang trí rất là xinh xắn và đẹp, và người đi mua sắm rất là đông. Nhưng mà bây giờ thì thật sự là rất là vắng luôn, tại vì ảnh hưởng dịch rất là nhiều. Thứ nhất là người ta sợ đến đây thì sẽ đông đúc vì dễ lây lan. Thứ hai nữa là kinh tế cũng đi xuống, cho nên là người mua sắm cũng không có, rất là ít luôn. Đó, lâu lâu thì có một vài shipper với mấy anh giao hàng thôi. Thường thường là tầm tối tối là người ta đi mua sắm rất là đông rồi. Nhưng mà thấy không, mọi người thấy là rất là vắng. Thì thật sự Phượng quay Phượng cũng phải giữ khoảng cách và luôn luôn tuân thủ 5K. Cho nên mọi người đừng có lo cho Phượng nhá. Phượng luôn luôn phải biết cách giữ mình để làm sao không có bị lây lan cho mình và cho gia đình và tất cả những người thân. Đó. Rất là ít người dân ở trên chung cư này, người ta xuống người ta mua sắm thôi, chứ còn người các nơi đến là hầu như không có. Một cái không khí mà nói để nói là mua sắm thì cực kỳ lảm đạm. Đó thì Phượng cũng tranh thủ quay một chút xíu như thế, thì bây giờ Phượng phải trở lại chỗ gặp chị bạn để lấy đồ, sau đó là về ăn tối. Cơm nước Phượng cũng đã nấu xong rồi, thì tranh thủ đi một tí thế thôi. Thường thường Phượng đi quay mọi người cứ nghĩ là mất thời gian, chứ Phượng quay khoảng 15-20 phút hoặc là 30 phút là nhiều. Sau đó Phượng về cắt ghép rồi Phượng lồng
nhạc đồng tiếng vào là xong. Nói chung là cũng rất là đơn giản để chia sẻ với mọi người tất cả những cái gì thường ngày xảy ra. Đó, thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Chào tạm biệt.